Chào các em, chúng ta giải khối 8 vòng 5 nick số 3. Cố gắng tìm thêm coi có con nào khó nữa không. Tìm cặp bằng nhau. À, thấy có vẻ là lạ. Không, nghiệm không âm là không. À, nick trước ta lấy ha, ta thuộc mặt hàng này rồi ha. Ta lấy hàng này luôn đi. Rồi ta lấy thằng này với lại thằng trên này luôn đi. Lấy hai anh này bên này luôn. Rồi bây giờ chữ số tận cùng của cái này 7 × 7 49. 49 × 49 thì đuôi ra 1. Các em chú ý 7 × 4 á thì đuôi nó sẽ ra là 1 nha. 7 × 4 thì đuôi nó bằng 1 chắc chắn luôn. Như vậy 7 × 97 các em phân tích ra. 97 mà chia 4 thì dư mấy ta? 97 chia cho 4 dư 1. Vậy là bằng 7 nhân cho 7 × 4. Tất cả mũ 96 mà chia cho 4 24. 7 × 97 là bằng 7 nhân 7 × 4 tất cả mũ 24. Và 7 × 4 đuôi ra 1. Một số có đuôi bằng 1, mũ 24 thì cũng đuôi bằng 1 thôi. Vậy kết quả số này có đuôi bằng 7 thôi. Từng cùng 7. Coi chỗ nào đáp án ra 7. Cái này đáp án ra âm bỏ đi. Cái này đáp án ra âm bỏ luôn. Vậy chỗ này bằng 7. Vô lý mày. Chữ số tận cùng chỗ này là bằng 7 nè. Ở đây 26 ủa sập kỳ vậy. 26 cộng 12 nên là trừ 26 nha. Còn bên này, cái này cũng trừ 26. Còn cái này, vậy hai này đi với nhau nè. Vô thi thì em chọn hai này luôn cho rồi đi ha, chứ đừng có ngồi suy nghĩ. Con này thay 2 vô, 2 mũ 3 là 8 cộng 12 cộng 6 trừ 19 thì đúng bằng 7 luôn. Trời ơi, suy nghĩ gì, cứ tưởng này hàng bản thức gì ha. Vượt chướng ngại vật. Bây giờ thầy sẽ cố tình sai một số câu mình đã làm rồi hay là thấy quá dễ ha. Ví dụ câu này, hình bình hành thì có một tâm đối xứng thôi. Mình ta cho qua đi để tìm mấy câu khó đi. Cái này thì A mũ 3 cộng B mũ 3 thôi. Nít trước thầy có giải rồi. Bây giờ ta cố tình chọn sai nha. Chọn mũ đi. Rồi để tìm câu khác. Ờ cái này thì đừng có sai nữa. Sai cái nó thoát ra ngoài luôn á. Cái đầu là 1/9, cái đuôi là 4x bình, khúc giữa là trừ 2 × 1/3 × 2x là trừ 4/3x. Đây cái này em. Nào. Đúng chưa? Chính xác đúng không? Rồi. Rồi câu này dễ quá, cho qua đi các em. Câu này cũng dễ quá, cho qua đi. Rồi, giờ giải bên này. Bây giờ mình qua nữa là nó đuổi mình ra ngoài luôn á ha. 360 trừ cho 70 trừ cho 89 trừ 124 77 là góc N bên trong trừ 108, vậy là 103. Góc ngoài là 103. Rồi, phân tích thành nhân tử cái bài này. Nhìn. Ta đổi 4x bình. Ta để nguyên 4x bình, ta đổi trừ 4x bình vô giữa. Cộng 1 ra cuối. Trừ y bình, trừ y bình ra cuối cùng. 1 ra vị trí thứ 3. Tới đây nó sẽ bằng gì?
Tới đây ba hàng tử đầu nó sẽ thành hàng lượng thức đó, 2x trừ 1 tất cả bình phương trừ cho y, y bình nhé. Cuối cùng nó sẽ bằng là 2x trừ 1 cộng y nhân cho 2x trừ 1 trừ y. Đây, nhìn rối thế. 2x cộng y trừ 1, 2x trừ y nó ra thằng này, thằng đầu tiên luôn. Thấy không? Rồi bài này ở nít trước thầy làm rồi. Nó bằng 25 độ thì phải. Thôi nhìn cho qua đi. Tìm câu khó hơn game nhé. Câu này cũng vậy, câu này dễ. Nít trước có rồi. Góc A y B hình như là bằng bằng 40 hay sao? Hình tăng cân. Hình như 40 hay sao? Em cho qua đi. Thử vẽ lại coi. AB là đáy nhỏ, CD là đáy lớn, AD cắt CD ở Y. Quá dễ luôn. ADC 70 đúng không kìa, 40. Cho qua đi ha. Rồi câu này mà nó chốt không cho qua được nữa, cho qua là đuổi mình luôn ha. Quy. Rồi cái cụm biểu thức đầu tiên nó sẽ là hàng đẳng thức số 7 là bằng 2 mũ 3 trừ cho x mũ 3 đó. Tiếp theo là x mũ 3 cộng cho 2 mũ 3 thì kết quả bằng 8 cộng 8 là bằng 16 nha. Bài này các em thay vô cái tính thôi. Thay vô tính ha. À nít trước thì có làm nữa nha. Nít trước thì có làm nữa, không biết còn bao nhiêu hả. Tính lại coi. Alpha x nè, trừ 1 mũ 3 trừ 4 x bình trừ 1 cộng 3 x mũ 3 trừ 1 nhập trừ 2 trừ 30 kìa. À, trừ 30 nè, trừ 30 nha. Nhưng mà thôi bây giờ mình cố tình mình sai đi để tìm câu khác coi có câu nào khó hơn hay không nhé. Chọn 29. Hình than có đáy nhỏ bằng 1 phần 3 đáy lớn. Đáy nhỏ 1 phần 3 đáy lớn. Vậy đáy lớn 3 phần, đáy nhỏ 1 phần. Vậy tổng số phần là 4 phần. Đúng chưa? Rồi. Đường trung bình sẽ là 2 phần. Mà 2 phần là 3 cm. Như vậy đáy bé cộng đáy lớn sẽ là 6 cm. 6 cm. Mà chu vi là 8. Vậy 8 trừ 6 là bằng bằng 2. Vậy mỗi cạnh bên sẽ bằng 1 cm nha. Thầy nhắc lại. Đáy bé 1 phần, đáy lớn 3 phần. Vậy tổng đáy bé và đáy lớn là 4 phần. Vậy đường trung bình sẽ là 2 phần. Mà đường trung bình người ta cho 3. Không. Như vậy là tổng đáy bé và đáy lớn sẽ là 6. Trong khi đó chu vi là 8 thì lấy 8 trừ 6 là bằng 2, chia đôi hai cạnh mỗi cạnh là 1 cm ha. Đây. Đáp án này là đúng nè. Cái đề này nó thừa cái. À không, không thừa. Cạnh bên 1 cm không thừa. Giả thiết đều tận dụng hết. Thôi ta chọn đáp án khác đi ha. Để mình coi có câu nào khó nữa không. Rồi đây này này này. Câu cuối cùng. Hai số tự nhiên liên tiếp có hiệu các bình phương của chúng bằng 31. Trời cũng dễ. Hai số tự nhiên liên tiếp, số lớn sẽ là x cộng 1
số 3 sẽ là x. Rồi hiệu này nó sẽ bằng 31. Rồi cái thay chuyển ra cái giải thôi. X bình nè cộng 2x cộng 1 nè trừ cho x bình nè bằng 31 ha. Từ đây cái suy ra là 2x sẽ bằng 30. Từ đây x sẽ bằng 15. Vậy số lớn sẽ là 16. Số bé là 15. Các em thử lại đi, 16 bình trừ 15 bình thì bằng 31 ha. Vậy số tự nhiên lớn là 16. Rồi cái vùng đó, cái vùng đám mây này như mình được sai, 5 câu hay sao, 4 câu hay sao, câu thứ 5 là bị loại đúng không? Vậy hồi mình cố tình sai những câu dễ để mình tìm đề khó nha. Rồi câu này dễ quá, cho qua đi. Cạnh AB bằng 4 luôn kìa. Rồi qua một câu nhớ nè, tôi hồi mình sai luôn. Bài này cũng dễ lắm, cho qua luôn. Bài này là đáp án của nó sẽ là 36. Nít trước có rồi. Nít số 1 hay sao? Bài này cũng vậy. Bây giờ mình qua mấy câu rồi, qua hai câu rồi không? Góc C sẽ bằng 110 cái, cho qua luôn. Rồi giữ lại một câu đi, không cho qua nữa. Rồi cái này mình nắm tính mình bấm luôn, suy nghĩ chi cho nó mệt. Rồi nhập âm 0,24 y 0,12, kết quả bằng 0 em. Cái này làm hoài, nít 1 nít 2 đều gặp, x bằng âm 0,5 nhé. Tam giác đều thì có 3 trục đối xứng. Chắc là hết câu khó rồi đó. 81 là 3 mũ 4. Như vậy là x cộng 2 sẽ bằng 4, vậy x sẽ bằng 2. À, câu này có vẻ khó ha. Tam giác ABC 5, 12, 13 nghe quen quen. Vậy tam giác vuông rồi. M là trung điểm AC, N là trung điểm BC. Vậy MN, góc MN, góc AMN sẽ bằng 90 độ thôi. Các em để ý nè, 13 bình, 13 bình thì nó sẽ bằng 5 bình cộng cho 12 bình đó. Vậy là theo định lý Pythagore đảo đây là tam giác vuông nha. Vuông ở A. MN là đường trung bình thì MN song song với AB. Mà AB là vuông góc với AC, như vậy MN vuông góc với AC. Góc AMN sẽ bằng 90. Gặp câu lạ là chứ không khó. Câu này số dư sẽ bằng 0 nha. Thầy hướng dẫn nha. Các em tách ra 2 nhân 5 mũ 3, các em tách ra thành 5 mũ 3 cộng 5 mũ 3 ha. 5 mũ 3 vừa tách ra cộng 5 mũ 2 cộng 5 cộng 1. 5 mũ 3 các em đem cộng cho 5 bình cộng 5 cộng 1 là nó được bằng 156.
số dư nó sẽ bằng 0. Số dư khi chia mũ nhỏ em có thể bấm máy nha. Cái bài này ở nick trước ta làm rồi. Bằng 0. Toàn câu gặp lại không à. Hình thang có đáy nhỏ là 8, đáy lớn dài hơn đáy nhỏ là 5. Như vậy đáy lớn là 13. Vậy đường trung bình là 8 cộng 13 chia đôi. 8 cộng 13 chia 2 là bằng 10 rưỡi, 10,5. Hình thang cân có đường trung bình là 5 thì tổng hai đáy sẽ là 10, mà tổng hai cạnh bên là 7 nữa, vậy chu vi là 17. Dễ quá các em à. Từ cái số này ta sẽ lập được bao nhiêu số có ba chữ số. Ta lập được 4 × 4 × 4 là 64 số rồi nhé. Bài toán lựa chọn. Bài này ở nick trước ta làm rồi các em. X sẽ bằng 2. Giờ ta cho qua đi. Này là x bằng 2 đó. Ta vẫn còn câu nữa. Vẫn được quyền sai một câu nữa. Rồi, gặp bài khó rồi. Số các số Z thỏa mãn đẳng thức này. Số Z thỏa mãn đẳng thức này bằng 0 là gì? Rồi, giờ ta cùng làm nha. X bình trừ 2X thì kem mượn 1 của số 6 rồi tới y bình cộng 4y, kem mượn 4 của số 6 rồi còn lại là 4z bình trừ 4z. 6 nãy giờ mượn 1, mượn 4 là mượn 5 rồi, vậy còn có 1 thôi, mượn 0. Bây giờ ba cái này nè nó sẽ tạo thành hàng đẳng thức x trừ 1 cả bình. Rồi ba cái giữa, ba hàng tử giữa sẽ thành y cộng 2 tất cả bình. Ba hàng tử cuối sẽ thành 2z trừ 1 tất cả bình. Bằng 0. Bây giờ các em lưu ý nha. Một cái bình phương á thì nó luôn luôn lớn hơn bằng 0. Ba cái bình phương này đều lớn bằng 0 hết, mà cộng lại đòi bằng 0. Vậy từng cái phải bằng 0 nha. Từng cái phải bằng 0. X trừ 1 sẽ bằng 0 nè. Rồi y cộng 2 cũng phải bằng 0 nè. Rồi gì nữa? Rồi 2z trừ 1 cũng phải bằng 0 luôn nhé. 2z trừ 1 cũng phải bằng 0. Vậy x sẽ bằng 1, y bằng trừ 2. Còn z thì sẽ bằng 0,5. Z sẽ bằng 0,5. Người ta hỏi z kìa. Thì nhập z thôi. 0,5. X y người ta không có hỏi. Cầu cho gặp một câu khó nữa. Trời, câu này làm rồi. Câu này gặp ở nít trước rồi thấy. Mà thầy cũng quên mất rồi. Cái này phân tích à, lấy đa thức nhân đa thức nó sẽ là trừ 2x bình phương cộng 7x trừ 3
giá trị lớn nhất là bằng 3,125. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở vòng số 6 với những câu khó hơn. Các em nhớ tham gia các khóa luyện thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh ở trên mạng của thầy nha. Cách đăng ký thì cứ lên trang web của thầy để đăng ký ha. Trang web của thầy địa chỉ là buồnnguyenluận.wordpress.com. Đây, lên này, mọi hướng dẫn nằm trong này hết ha. Tạm biệt các em. Nhập bài luôn, không có vòng đi vòng lại nữa.